Dạ, Jimmy Thái xin kính chào quý vị khán giả của đài VNTV. Cảm ơn sự quay trở lại của quý vị với chương trình Straight Talk với Jimmy Thái. Giống như Jimmy đã promise tuần rồi là mình có khá là nhiều những cái câu hỏi từ khán giả, và đây là hôm nay cũng là một cái dịp mà Jimmy sẽ cố gắng trả lời thêm khoảng chừng 5-6 câu hỏi về cái vấn đề làm sao mà mình có cách giao tiếp và cách nói chuyện trong gia đình giữa cha mẹ với con cái hay là giữa anh chị em với nhau. Chủ đề tuần trước mình đã nói rất là nhiều về quan hệ giữa vợ chồng. Kỳ này thì chúng mình sẽ đặt cái trọng tâm nhiều hơn về cái cách nói chuyện giữa cha mẹ và con cái. Và bây giờ thì chúng mình xin đặt được đọc cái câu hỏi đầu tiên. Làm thầy ơi cho em hỏi làm sao để sống hòa hợp trong gia đình có ba thế hệ. Làm sao để có thể sống hòa hợp trong ba thế hệ trong một cái căn nhà. Cái câu hỏi này chúng mình nghĩ nó cũng khá là thực tế, tại vì rất là thực tiễn, vì trong cái cuộc sống ở Việt Nam hay ở Mỹ, chúng ta cũng tới một cái giai đoạn mà không còn chỉ là bố mẹ với con cái, nhiều khi là có con cái cũng sinh con, sinh cháu mà họ vẫn dọn về, nhất là trong cái thời gian COVID trong 2 năm qua. Có nhiều bạn không có công ăn việc làm hay là không có khả năng ở được ở ngoài vì nhà cửa như San Diego bây giờ quá đắt. Quý vị muốn một căn nhà 3 phòng ngủ ít nhất cũng phải có 800, 900 tới 1 triệu đô la thì cũng khá là nặng. Cho nên nhiều khi người ta dọn về ở chung với nhau, thì khi mà mình ở chung như vậy thì chắc chắn là nó sẽ có những cái xích mích hay những cái xung đột cho gia đình. Thì làm thế nào để mà mình sống hòa với nhau? Cái điều mà Jimmy tư vấn cho nhiều người gọi vào đài hay gọi riêng qua mình đó là mình nói thứ nhất đó, khi mà mình có ba hay nhiều khi có 4 cái thế hệ sống chung trong gia đình với nhau như vậy đó, thì trước hết đó, mọi người phải nên có một cái tinh thần trách nhiệm. Bên Đạo Phật nó có cái câu là hiểu và thương. Và lúc nào thì Jimmy chỉ thì Jimmy cũng dùng trên cái nguyên tắc này, mình hiểu và thương, đúng không? Tại vì nhiều khi mình thương nhau nhưng mà mình cũng sẽ có những cái sự đụng chạm. Nhưng một khi mà mình đã có cái sự hiểu biết trong nó nữa, thì hiểu được là cái người này giờ này họ cần làm bao nhiêu, người cần phải có làm việc trong văn phòng, mỗi người cần phải có nói chuyện trên Zoom, hay là mỗi người phải có những cái meeting trên Zoom với nhau như vậy. Thì không thể nào là cái nhà lúc đó mà một người nhà lại mở máy ra hút bụi hay mở máy xây sinh tố hay cái gì trong bếp, thì nó rất là ảnh hưởng tới những người còn lại. Thì cái đó là cái mà mình phải hiểu nhau. Chẳng hạn như là mình giao quy ước với nhau là trong khoảng từ 7 giờ tới 8 giờ sáng, khi mà mọi người chuẩn bị ăn sáng thì lo xây hay làm những cái gì có tiếng động, từ 8 giờ cho tới 10 giờ sáng hay là 11 giờ sáng, đó là những cái lúc mà mình hay họp trong công việc, thì mình nên tránh sử dụng những cái máy móc mà nó ồn ào. Đó là đừng có sấy tóc, đừng có hút bụi, đừng có mở máy xay sinh tố, để cho mọi người vẫn có thể họp với nhau được. Còn nếu mà những người mà sử dụng những cái căn phòng chung, chẳng hạn như là phòng khách để mà làm việc thì có thể mình vào trong cái phòng làm việc của mình, và muốn cho người ta không có thấy được cái phòng mình, nếu mà phòng mình bề bộn, quý vị có thể đổi cái background, đúng không? Giống như Jimmy là cái góc làm việc của Jimmy, quý vị nhìn phía sau không phải là background, đây là cái tường thiệt, nhưng mà mình có một cái không gian, và mình mỗi cần khi mà làm việc quay VNTV như vậy, Jimmy cũng vào cái không gian này của mình để quay, để mà tất cả những người khác trong gia đình họ đang làm công việc buổi chiều họ không có bị ảnh hưởng. Vì khi mình nói chuyện lớn như vậy trước cái ống kính thì cũng có thể là nó sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh khi mà có cuộc họp trong văn phòng hay là trong làm việc với cái team của họ. Thì đó là những cái mà mình phải nói chuyện trước trong gia đình với nhau, để mọi người hiểu được là cái giờ nào là giờ mình có thể làm được những chuyện này, và giờ nào mình nên tránh. Và có những chuyện mà có thể quý vị nếu mà được thì có thể đợi khi mà buổi sáng người ta hay có những cuộc họp thì mình tránh làm những cái chuyện đó. Buổi chiều hay là sau khi ăn cơm tối thì gia đình không còn ai làm việc học hành nữa, thì mình cần làm những cái việc gì mà nó ồn ào, như là hút bụi hay là giặt giũ áo quần hay là mở những cái máy giặt mà nó chạy, nó có nhiều tiếng động thì nó sẽ không ảnh hưởng tới nhiều người đó. Đó là cái mà chuyên nghĩ nó rất là thực tế, và mình cần phải có những cái thảo luận và những cái quy định với nhau như vậy. Thì một lần nữa, nếu mà mình có những cái sự hiểu biết như vậy
và mình đồng cảm, mình thương với nhau, mình hiểu nhau là à bây giờ mình có những cái different generation, mình phải chống sống thế hệ mình sống chung trong nhà thì phải có những cái quy ước mình giao như vậy. Thì tôi nghĩ là ngay cả nhà Jimmy cũng phải có những cái quy định như vậy để tránh cái sự ồn ào, để mà khi 3-4 người đều làm việc trên Zoom mình vẫn không bị ảnh hưởng nhau. Đó là những điều mà Jimmy khuyên nên áp dụng một cái chương trình như vậy để quý vị có thể cùng sống hòa được với nhau trong một cái gia đình mà có 3-4 thế hệ. Thế cái câu hỏi số 2 mà Jimmy có thể trả lời, đó là cái câu hỏi mà khá những bạn ở Việt Nam, và không hẳn là những bạn Việt Nam không, mà những bạn mà từ Việt Nam đã qua định cư bên Mỹ, và cho dù là qua định cư cũng khá là lâu bên Mỹ, và vẫn có cũng mỗi lần gặp Jimmy cũng hay hỏi cái câu hỏi này, là khi mà thầy hơi cho em hỏi, khi thầy mới đặt chân đến Mỹ, thầy không có biết nói một chữ tiếng Anh, mà tại sao bây giờ thầy có thể nói tiếng Anh, là một người diễn giả rất là chuyên nghiệp như vậy. Thì trước hết cái này là cảm ơn cái câu hỏi này của quý vị, và Jimmy cũng muốn xin nói cho rõ ràng là không phải là một sớm một chiều mà Jimmy có được cái khả năng mà cái nghệ thuật phụng biện và cái khả năng diễn thuyết trước đám đông như ngày hôm nay đâu. Ngay cả ngồi mà làm việc với quý vị trên VNTV này, nó cũng là một cái quá trình mà mình đã rèn luyện khá là nhiều, và những cái chương trình lúc đầu thì nó không có suôn sẻ như vậy, và mình phải làm việc khá là nhiều, phải tháng, phải năm, từ từ là mình mới có được sự tự tin để mình ngồi trước cái ống kính hay là trước khán giả live, tức là thâu hình trực tiếp đó. Thì thứ nhất là Jimmy khuyên quý vị nên cho mình cơ hội, cho mình thời gian, chẳng hạn đặt cho mình là 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm để mà mình phát triển những cái kỹ năng này, chứ không phải là một sớm một chiều. Về cái chuyện học tiếng Anh, không phải là mấy chục năm trước thì Jimmy mới có, ngay tới bây giờ một trong hai cái chuyện mà sáng nào Jimmy cũng phải rèn luyện cái bản thân của mình, đó là thứ nhất là Jimmy nghe cái CNN 10, 10 phút, right? 10 đây là 10 minutes, là 10 phút. Cái buổi sáng nào Jimmy mở mắt ra là cũng phải mở cái đài CNN 10 để lắng nghe 10 phút. Vì đó là cái cách mà Jimmy nghe họ trình bày trong vòng 10 phút, mà làm sao họ kể tóm tắt được 3-4 cái chuyện quan trọng nhất trên thế giới. Nếu mà quý vị vô YouTube hay là quý vị search Google là CNN10.com thì nó sẽ hiện ra. Thứ nhất là mình vừa hiểu được tất cả những chuyện gì đang xảy ra thế giới. Và thứ hai nữa là Jimmy cũng nghe học hỏi được cái cách trình bày của người biên tập viên, cái người sướng viên trong vòng 10 phút, mà làm sao anh ta có thể trình bày được 3-4 cái chuyện khá là quan trọng trên thế giới. Mình vừa hiểu được tiếng Anh, mình vừa nghe tiếng Anh, mình vừa coi được một người thuyết trình chuyên nghiệp như thế nào, và Jimmy còn học được cái cách làm sao mà mình trình bày cái vấn đề, mình chọn cái chủ đề, mình trình bày cái vấn đề trong vòng 10 phút mà có thể được 3-4 cái đề tài. Đó là một. Cái thứ hai nữa là thường buổi chiều hay là khi mà Jimmy tập thể dục, mà nếu mà có cơ hội, Jimmy vẫn nghe một cái TED Talk. Vậy cái TED Talk là TED Talk, là nó là Technology, Entertainment and Design, right? Cái TED Talk mà quý vị vô tedtalk.com .com là nó sẽ có rất là nhiều chủ đề, và những cái đề tài nó chỉ trong vòng chừng 10, 15, 16 phút thôi. Và một ngày nếu mà quý vị cố gắng nghe được một cái chương trình TED Talk như vậy á, thì mình sẽ học hỏi được một cái điều rất là hay. Đó là một nhà chuyên gia, một người chuyên nghiệp, người ta thuyết trình về một cái đề tài gì đó, và người ta quay lại và người ta để lên cái video cho mình. Bản thân Jimmy cũng đã có cái cơ hội được trình bày một cái TED Talk một lần vào năm 2017 rồi. Và Jimmy biết là tất cả những cái gì mình, cái kinh nghiệm trong cả mấy chục năm của mình dồn lại trong vòng 12 phút để mình có một bài nói chuyện trước đám đông như vậy. Cho nên những cái chương trình đó nó rất là chuẩn. Và nếu mà quý vị muốn nghe những cái chương trình và thuyết trình bằng tiếng Anh, thì quý vị có thể nghe, và có thể nếu mà tiếng Anh mình chưa có giỏi lắm, mình có thể bật cái subtitle đó, cái closed caption đó, CC là cái closed caption, mình dịch tiếng Việt là cái subtitle, thì nó sẽ giúp cho quý vị vừa nghe mình vừa đọc được cái chữ tiếng Anh ở dưới. Đấy. Thì cái đó nó sẽ giúp, và nếu mà quý vị cố gắng rèn luyện cái bản thân như vậy mỗi ngày, thì Jimmy bảo đảm quý vị đó, là mỗi cái người mà Jimmy coach trong vòng một tháng trời là cái khả năng nói chuyện tiếng Anh và cái khả năng nghe tiếng Anh và cái khả năng trình bày bằng tiếng Anh của mình đã tiến bộ rất là nhiều. Ok. Cái câu hỏi số 3, cái câu hỏi này thì Jimmy nghĩ nó khá là đặc biệt, có thể là vì từ một cái bạn trẻ nào đó. Thầy ơi, cho em hỏi ngành nào phát triển trong vòng 5 tới 10 năm nữa ạ? Thì câu này nó không có dính dáng thẳng về
cái communication, cái khả năng hùng biện hay là cái cách nói chuyện, nhưng mà cái này nó về cái định hướng trong tương lai, và cái này là cái Jimmy rất là thích, tại vì khi mình định hướng cho tất cả những bạn sinh viên trẻ tại Mỹ, tại Việt Nam, hay tại Nhật, hay tại Hàn Quốc, hay là tại bất cứ nước nào cũng vậy, mình lúc nào mình cũng cho họ thấy là trong vòng 5 tới 10 năm nữa thì những cái ngành nghề gì là những cái nghề phát triển. Đấy. Thì cái mà Jimmy có thể nói chắc chắn là quý vị ngành về y tế, nếu mà mình học bác sĩ, mình học y tá, là trong vòng 10 năm, 5 năm, 10 năm nữa, chắc chắn là quý vị không bao giờ bỏ thất nghiệp. Tại vì người ta không có đào tạo đủ y tá và bác sĩ trong tương lai. Và cái population là cái dân số thì càng ngày càng lớn, nhất là tại Mỹ. Cái dân số những người mà quá 50, 60, 70 ở Mỹ càng ngày nó càng nhiều lên, đúng không? Thì người ta rất là cần tất cả những cái dịch vụ về y tế này. Thế nên nếu mình học y tế, học bác sĩ, học y tá, học về bên Mỹ nó có một cái nữa, nó gọi là physician assistant, tức là người trợ lý bác sĩ, những cái ngành nghề này rất là thông dụng. Về khoa học kỹ thuật, chắc chắn quý vị sẽ thấy là cái điện thoại thông minh của mình, đúng không, tất cả những cái app, những cái ứng dụng trong đây quý vị nó thấy rất là nhiều. Và nếu mà quý vị là programmer, là computer designers hay là computer engineer, thì chắc chắn là mình sẽ có rất là nhiều chuyện làm. Cyber security là làm cái nào để mình bảo vệ cái hệ thống an toàn, an ninh của mạng. Đó là những cái rất là cần thiết khi mình làm trong cái nghề technology, và một cái nghề high tech technology, mình biết là mình không có đi tìm được cyber security engineer enough, tức người kỹ sư về tất cả những cái an ninh mạng như vậy. Và những cái ngành nghề mà nó sẽ trong tương lai mà chúng mình nghĩ nó cũng rất là mạnh, mà mình cũng đang cố gắng tập trung để mà mình hướng dẫn cho tất cả các bạn kỹ sư, đó là những cái ngành chẳng hạn như AI, artificial intelligence, right? Mình không có hiểu chính xác cái chữ artificial intelligence tiếng Việt là cái gì. Mình đại khái là mình nói đó là những cái sự trí thông minh nhân tạo hay là cái gì đó, artificial intelligence, data mining, data science, data scientist, tất cả những cái dữ kiện thông tin trên cái toàn cầu càng ngày nó càng nhiều. Và nếu mà quý vị học tất cả những cái ngành để mà mình nghiên cứu tất cả những cái dữ liệu data đó, right, data analyst, để mà giúp cho tất cả những cái công ty nó có những cái thông tin này và nó biết làm cái gì với cái thông tin đó, vì cái số lượng thông tin bây giờ nó quá là nhiều đi, và những cái số lượng máy móc mà nó connect được internet càng ngày nó quá là nhiều. Và nếu mà mình hiểu được tất cả những cái thông tin này, mình hiểu được cái cách để mà mình làm marketing, hay để là mình sales, hay là mình làm ảnh hưởng tới, mình có thể thuyết phục họ mua được tất cả sản phẩm của mình, thì đó là những điều rất là lợi hại. Hai cái điều nữa mà Jimmy có thể chia sẻ mà chắc chắn bảo đảm trong vòng 10 năm tới rất là thành công, rất là cần thiết. Thứ nhất nữa là robotics, tức là những cái con robot đó, right? Những cái robot thì mình chế robot, hay là mình phải viết phần mềm cho robot, hay là mình làm những cái việc giúp robot nó làm tất cả những việc trong nhà của mình đó. Cái robotics là một cái nó sẽ là rất là phổ biến trong vòng 5-10 năm tới. Autoless driverless car, tức là những cái mà lái xe, và quý vị thấy bây giờ không cần người lái nữa, tại vì người ta có những cái phần mềm để nó tự động nó lái chiếc xe. Tất cả những cái autonomous car driving đó là rất là cần rất là nhiều kỹ sư, rất là nhiều người làm trong cái ngành đó. Và cái cuối cùng mà tôi nghĩ rất là phổ biến nữa, đó là cái drone technology, tức là quý vị thấy những cái chiếc máy bay, máy móc nhỏ nhỏ mà nó bay và nó có thể quay phim, nó chụp hình, và nó có thể dùng trong cái chiến tranh nữa, tức là trong cái chiến trường mình có thể dùng tất cả những cái máy bay đó, nó bay ra, nó dò thám, và khi mà nó phát hiện địch, có thể nó mang những cái lượng chất nổ nhỏ trong máy bay đó, và nó phóng xuống, và nó sẽ phá mấy cái quân địch ở ngoài, cái enemies của mình, cái kẻ thù của mình trong chiến trường. Đó là một trong những cái military technology mà chúng mình nghĩ nó rất là powerful, và nó xuất phát từ cái drone technology mà ra. Xong rồi cái bộ quốc phòng của Mỹ nó chỉ dùng tất cả những cái drone technology đó và nó áp dụng vào trong cái chiến trường, và chúng mình nghĩ đó là những cái khoa, những cái ngành mà rất là thuận tiện, nó rất là phổ biến trong vòng 5 tới 10 năm tới. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái chủ đề, nó bỏ qua cái chủ đề máy móc hay khoa học kỹ thuật, mà mình đổi chút xíu về những cái chủ đề mà nó có tính cách về thay đổi bản thân một chút xíu nha. Câu hỏi thứ tư mà chúng mình xin được trả lời đó là
Thầy ơi, làm thế nào để tiêu diệt được những cái cảm xúc tiêu cực trong trong mình? Làm thế nào để tiêu diệt những cái cảm xúc tiêu cực? Chúng mình xin translate cái câu này sang tiếng Anh để coi là mình có hiểu cái câu này nó chính xác hay không nha. Tức là how to eliminate những cái negative, những cái negative feeling hay những cái negative thought trong cái đầu óc của mình, đúng không? Tức là làm sao mình tiêu diệt những cái cảm xúc tiêu cực, minimize tất cả những cái negative thought and feeling hay là cái emotion của mình. Cái điều này là cái điều mà chúng mình nghĩ nó rất là quan trọng khi mà mình có những cái chuyện mà mình phải gặp phải trong cái cuộc sống, chẳng hạn như là bạn bị trầm cảm vì COVID hay là phải ở nhà mà không có được ra đường, mà không có đi làm mà gặp người mà chỉ làm việc qua Zoom không, thì có những người người ta bắt đầu người ta bị những cái trầm cảm, những cái này, và người ta bị depression đó. Thì cái khi mà Jimmy coach cho những người này thì một cái mà Jimmy khuyên á là mình phải chơi với tất cả những người bạn nào mà họ có cái tính chất họ có cái tinh thần của họ tích cực hơn. Tức là mình phải surrounded, mình phải bao bọc mình với tất cả những người mà có cái sự, có cái sự tiếng Anh nó gọi là cái positive energy people, right? Những cái người đó, người ta chẳng hạn như họ sẽ sẵn sàng lúc nào cũng kéo nhau đi thể dục thể thao, hay là đi ra chạy bộ, hay là đi chơi một cái gì đó rất là thực tế, thay vì chỉ ngồi trước cái tivi, trước cái mạng, hay là trước cái iPhone của mình, cái phone của mình. Thì đây là những người, người ta sẽ đi leo núi, họ sẽ đi chơi biển, họ sẽ ra chơi thể thao, là đi ra cái gym để mà cái phòng tập gym đó, thì hoặc là đi thiền, hay là đi tập meditation, hay là đi take a walk, hay là practice mindfulness. Thì những cái người này là những cái người mà Jimmy consider đó là gọi là positive friends trong cái circle của mình. Đấy. Tức là mình tránh tất cả làm những cái chuyện gì mà quý vị nghĩ cái càng tiêu cực hơn, chẳng hạn như là cứ đi nhậu, đi nhẹt, ngồi tán dóc, hay là mình thị phi, thì đó là những cái mà càng lúc nó sẽ làm cho cái những cái cảm xúc tiêu cực của mình nó lớn lên. Trong khi nếu mình bỏ những cái đó đi, mình tập trung vào đi tập thể dục thể thao, bỏ thời giờ dẫn con cái đi biển chơi, dẫn thời giờ dẫn con chó của mình đi walk around the neighborhood, hay là đi park, đi công viên rồi này nọ, thì đó là những cái việc làm mà chúng mình nghĩ rất là tích cực. Và muốn bỏ đi cái tiêu cực thì mình phải làm những việc tích cực. Và cái điều, một trong những cái việc rất là tích cực đó là làm thiện nguyện. Chẳng hạn quý vị có thể đi volunteer, đi xuống phát đồ ăn cho những người homeless ở Senegal downtown của mình, hoặc là quý vị volunteer đi làm thiện nguyện cho, đi tình nguyện nấu ăn cho Ronald McDonald. Tức là đây nó hay có những cái bệnh viện và người ta hay cần những người tới đây mà giúp nấu ăn, nấu uống hay dọn dẹp trong nhà bếp. Quý vị chỉ cần bỏ 2-3 tiếng ra đi làm cái đó một cái weekend thôi, quý vị về, vì bảo đảm quý vị là mình sẽ cảm thấy cái cuộc sống mình rất là fulfillment, nó rất là hạnh phúc. Vì mình thấy là khá là nhiều người ở ngoài đó họ có rất là đau khổ, người ta có con nhỏ mà đã bị cái bệnh ung thư, và mình thấy tất cả những cái sự khổ đau đó của họ, và mình có cơ hội mình giúp họ được, thì mình về mình sẽ thấy cuộc sống của mình khá là hạnh phúc, và mình không có còn suy nghĩ tiêu cực nhiều như là khi mà mình không có cơ hội đó nữa. Ok, so điều mà chúng mình bảo đảm quý vị là đi làm thiện nguyện và đi tập thể dục thể thao, là lúc nào quý vị cũng sẽ cảm thấy mình suy nghĩ rất là tích cực và không có bỏ ra những cái suy nghĩ tiêu cực. Ok, rồi một cái câu hỏi cuối cùng chúng mình nghĩ là mình sẽ trả lời câu hỏi này để mà mình trước khi mình chấm dứt cái chương trình ngày hôm nay, đó là làm sao để cái thay đổi được chính cái bản thân mình. Thì cái câu này nó cũng khá tương tự như là cái câu trước, là làm thế nào để mà tiêu diệt được những cảm xúc tiêu cực. Thì câu hỏi này thầy giúp em làm sao thay đổi được chính mình, và cái câu hỏi cũng gần gần như vậy đó, làm sao xóa bỏ đi những cái toàn đi những cái quá khứ buồn, right? Bỏ đi những cái quá khứ buồn. Thì thay đổi bản thân mình hay bỏ đi tất cả những cái quá khứ buồn, thì Jimmy nghĩ mấy cái này nó cũng nằm chung chung với nhau, tại vì cái này nó thuộc về cái tâm. Vậy thì mình sẽ nói cái tâm. Khi mà bạn muốn thay đổi mình, khi mà bạn muốn bỏ đi những cái chuyện buồn trong quá khứ và mình muốn thay đổi, thì nó cũng có rất là gần nhau. Thì cái câu hỏi đầu tiên là mình phải tự hỏi cái bản thân mình là tại sao mình muốn thay đổi như vậy. Tại sao cái why á, tiếng Anh nó gọi là why, và Jimmy nghĩ cái này rất là quan trọng. Khi mà mình đã hiểu được cái why rồi á, thì quý vị tìm hiểu cái how
Và cái what thì rất là dễ. Tại khi mình hiểu được cái tại sao mình muốn thay đổi thì làm thế nào để thay đổi và làm cái gì để thay đổi thì chuyện đó đơn giản thôi. Thế thành Jimmy nói một cái chuyện cụ thể là mấy cái em hay hỏi Jimmy cái câu này, thầy ơi, hay nếu mà thầy có cái sự hối tiếc gì trong những cái quá khứ của mình, và nếu mà thầy có một bài học và quay trở lại để nói về cái bản thân mình khi mình 20 tuổi, cái Jimmy lúc 20 á, là mình sẽ khuyên lời khuyên gì, tức là nhìn vào cái quá khứ và mình sẽ có cái lời khuyên gì cho cái bản thân của mình khi mình còn trẻ, thì Jimmy không bao giờ thích nghe cái câu này hết trơn á. Tại vì cái cuộc sống á, đối với Jimmy, những cái gì mà mình đã trải nghiệm trong quá khứ, cho dù nó là thành công hay thất bại, nó đều là những cái bài học và nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Cho nên không bao giờ Jimmy nghĩ là nếu mình quay về cái lứa tuổi 20 thì mình sẽ thay đổi cái cuộc sống mình hoàn toàn. Không hẳn là như vậy. Mà thay vì suy nghĩ như vậy, mình sẽ phải suy nghĩ như vậy. Tất cả những gì mình đã trải nghiệm từ hồi mình 20, 30, 40, đó là những cái bài học và nó sẽ giúp cho mình ngay ở cái tuổi 50 này, mình sẽ làm ra những cái việc gì tốt hơn cho cái cuộc sống mình lúc mình 60, 70, 80. Cho nên lúc nào mình phải nghĩ về tương lai, mình forward thinking đó, right? Tức là những cái gì mà quý vị ngày hôm nay mình học hỏi được quá khứ, đúc kết những cái bài học đó lại và nói trong vòng 10 năm, 20 năm tới, mình muốn làm chuyện gì. Thì khi mà quý vị chuyển cái mindset của mình, tức là thay đổi cái cách nhìn của mình, và thay vì cái nhìn về cái quá khứ và cái ngồi đó buồn hay là tiếc và luyến tiếc tất cả những chuyện thời gian đã qua, hay những cái công việc đã qua, hay là những con người mình đã qua, bỏ nó đi. Mình sẽ tập trung vào hôm nay và mình nghĩ là đây là những cái việc mình đã học hỏi được, và kể từ ngày hôm nay 10 năm tới, 20 năm tới, mình cần làm cái gì và mình sẽ đạt được cái gì, hay mình phải đi tìm những người bạn nào, mình chọn những người thầy nào để giúp cho mình đạt được cái việc 10 năm, 20 năm tới. Thì chị mới nghĩ là cái chuyện đó nó thực tế và nó tốt hơn là suy nghĩ về quá khứ và cứ là tiếc nuối tất cả những cái đó. Đó là cái quan niệm của mình là như vậy. Nhưng mà khi quý vị muốn làm được như vậy thì nó có một cái cụ thể là tại sao quý vị muốn thay đổi. Đấy, chẳng hạn như là mình thấy quá khứ của mình nó rất là buồn, hay là những người bạn mình chơi trong quá khứ nó không có tốt, hay là những người mình thương yêu, những cái quan hệ, những cái relationship quá khứ của mình nó không có được tốt lắm, nó không có mang nhiều cái hạnh phúc cho mình, thì phải tìm cách thay đổi. Và thì khi thay đổi, trước hết là phải hiểu được cái tại sao. Khi quý hiểu được cái tại sao là bây giờ tôi muốn cuộc sống tôi tốt hơn, tôi muốn cho cái thân thể tôi nó khỏe mạnh hơn, tôi muốn cho cái tinh thần tôi thoải mái hơn, và tôi muốn từ bỏ tất cả những cái đó, thì lúc đó là quý vị mới hiểu được cái why như vậy rồi á, thì mới đặt ra là bây giờ tôi muốn sống khỏe mạnh hơn thì tôi phải ăn uống tốt hơn, tôi phải tập thể dục nhiều hơn. Nếu mà tôi không muốn có những cái cuộc sống mà lúc nào nó cũng buồn và nó ủy mị, thì quý vị không có nên nghe những cái bản nhạc mà nó cứ, nói chung là những cái bản nhạc mà nó cứ rên rỉ hay này nọ. Bỏ tất cả những cái đó đi, đừng có nghe những bản nhạc nữa. Bây giờ mình có thể nghe pháp, mình nghe những cái chuyện chẳng hạn như TED Talk, là những cái mà nó giúp cho cái tư duy của mình nó mở ra và nó giúp cho lúc nào mình cũng suy nghĩ cái tinh thần nó tích cực hơn. Vậy còn nếu mà quý vị muốn nói là bây giờ tôi muốn không có muốn sống khổ nữa, không có muốn sống nghèo nữa, quý vị phải đi học, đi nghe những cái khóa mà người ta chỉ mình làm thế nào để tiết kiệm tiền, hay là biết cách đầu tư và làm thế nào để mà mở những cái small business, là những cái shop, những cái tiệm gì mà mình thích. Vậy thì đó, có rất là nhiều sách để người ta chỉ cho mình học những cái đó, thì mình thay vì cái ngồi mà suy nghĩ những chuyện cũ, bỏ đi, mình phải có cái tại sao mình thay đổi, thì cái how và cái what nó rất là dễ. Một khi mình đã hiểu được cái why rồi thì cái how và cái what rất là dễ đó. Nếu mà quý vị cần liên lạc với đài, liên lạc với Jimmy, Jimmy có thể tổ chức những cái chương trình, những buổi thuyết trình, những cái buổi học, thì quý vị có thể giúp cho quý vị thay đổi được cái tư duy, và mình ra một cái kế hoạch để quý vị có thể mà lên cái kế hoạch để trong vòng 3 tháng hay là 6 tháng sau mình sẽ thay đổi cái cuộc đời và thay đổi cái suy nghĩ, cái sống của mình. Ok, thì với cái câu hỏi cuối cùng như vậy, Jimmy hy vọng là mình đã có cơ hội trả lời thêm được 5-6 câu hỏi nữa trong cái danh sách, cái list càng ngày nó càng dài. Và again, một lần nữa, nếu quý vị cần những cái câu hỏi, có những câu hỏi gì mà cần đưa về đài hay là liên lạc với Jimmy, thì có thể là mình sẽ tạo những cái buổi nói chuyện khác để mình trả lời những câu hỏi này. Và trong khi chờ đợi những cái câu hỏi mới của quý vị, thì Jimmy xin cảm ơn cái sự lắng nghe của quý vị trong vòng mấy chục phút vừa qua, và xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần thông hành tới. Xin chào tạm biệt.